Sang Điền cách trung tâm thị xã Bến Cát 1 km, lợi thế vị trí địa lý đã và đang mở ra nhiều cơ hội phát triển mới cho địa phương, và An Điền cũng đang chuẩn bị để lên phường. Tuy nhiên, điều rất đáng ngạc nhiên là hiện nay trên địa bàn xã tỷ lệ còn nhiều đường giao thông nông thôn, kết cấu mặt đường là đường đất, đường sỏi đỏ. Nhìn các bảng chỉ dẫn này cũng biết đây là một trong những con đường quan trọng của xã An Điền. Thế nhưng, thật ngạc nhiên khi bước vào con đường này lại như thế này đây. Và được mang một cái tên rất kêu, đường vào khu trung tâm hành chính xã An Điền. Kết nối từ đường lộ 7 ấp Tân Lập đến đường DH748 ấp Kiến An xã An Điền. Con đường chỉ dài hơn 1 km, nhưng tình trạng mưa lầy, nắng bụi đã tồn tại hàng chục năm nay. Che chắn những tấm bạt xung quanh nhà hay xịt nước ra đường là cách để người dân giảm bớt bụi đường khi xe cộ lưu thông. Thưa chú, cái tuyến đường này nó ảnh hưởng đến sinh hoạt người dân như thế nào? Tuyến đường này thì nói chung là mùa nắng á, thì nó bụi, mùa mưa thì nó lầy. Hai bên đường là coi như học sinh đi học, mùa mưa thì té lên té xuống. Còn mùa khô là coi như là bụi vãi lụt nhà. Nhà nào nhà nó cũng phải che chắn đằng trước mà coi như che từng nào thì còn bụi, nó không tránh được khỏi bụi. Mấy chục năm rồi cứ chịu này không à. Có lẽ đây là nỗi khổ của người dân nơi đây, nên khi chúng tôi dừng lại ghi hình thì có một số người dân đã đến nói về con đường. Cái tuyến đường này nó bụi lắm, tại vì là sáng chiều là người dân đều phải ra đi tới, mà học sinh thì đi học con đường này là cái đường hào và học sinh đi học. Học sinh đi học thì cứ vấp ổ gà thì té rồi ngã sút. Thì người dân cứ phải mang gạch, mang đồ ra đi chám những cái ổ gà cho học sinh đỡ té. Mà bọn em bán hàng ở đây thì bụi bặm, trưng bày ra cũng không dám trưng bày. Vô trong nhà từ cái chén cái bát thì là bụi bặm hết. Quần áo thì phơi là nó quá bụi luôn. Người dân ở đây thì khổ sở bụi bặm lắm. Nhà nước nhanh làm đường cho dân đừng nhờ thôi. Những ý kiến này đã được người dân nhiều lần kiến nghị lên chính quyền địa phương. Về cái tuyến đường vào trung tâm hành chính xã thì ở địa phương thì cũng có nhiều lần đề nghị cấp trên thì để sớm đầu tư để tạo điều kiện mà tốt nhất cho người dân đi lại, chứ hiện nay là người dân đi lại rất là khó khăn. Dạ, địa phương cũng đã kiến nghị về trên rồi. Ông Quang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã An Điền cũng cho chúng tôi biết, không chỉ riêng con đường này, trên địa bàn xã An Điền còn 58 con đường sỏi đỏ, 67 đường đất. Những con đường này gây cản trở, ảnh hưởng rất nhiều đến đời sống sinh hoạt hàng ngày của người dân và không đảm bảo an toàn khi tham gia lưu thông. Nhìn hình ảnh này, có ai nghĩ đây là hình ảnh tại một trong những trung tâm thị tứ của đô thị Bến Cát đang chuẩn bị lên thành phố? Một trường học nằm trên con đường sỏi đỏ và bụi đường bung bay. Dạ, tụi con ngày nào cũng đi học trên tuyến đường này và thấy tuyến đường này nó khá là bụi. Ngày nào cũng quần áo thì lấm lem hết, cùng cặp sách thì cũng đầy bụi luôn. Nhiều khi xe lớn đi qua, bụi học sinh không thể thấy đường. Rồi trước khi vô lớp thì quần áo cũng bị bẩn, cặp vở cũng bị bẩn do bụi đất đỏ nó bay lên. Bao giờ mới hết tình trạng này? Xin được chuyển câu hỏi của người dân nơi đây đến các ngành chức năng. Chúng tôi cũng xin nhấn mạnh, một trong những tiêu chí được công nhận từ xã lên phường là phải đạt tiêu chuẩn về hệ thống các công trình hạ tầng đô thị, trong đó có hạ tầng giao thông. Trong chuyến khảo sát thực tế vào tuần của đầu tháng 3, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đã chỉ đạo thị xã Bến Cát cần sớm triển khai thi công dự án đường vào trung tâm hành chính xã An Điền, đồng thời có kế hoạch nhựa hóa tất cả các con đường đất trên địa bàn theo phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, nhằm đảm bảo phục vụ việc đi lại của người dân, doanh nghiệp và các em học sinh.